em đây. Vợ à, sao nhà mình tự dưng lại mất mạng thế? Tiền mạng không đóng một tháng rồi nên người ta cắt. Sao lại không đóng? Tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Gì này? Tiền phí dịch vụ 3.2 triệu, tiền điện 2.1 triệu, tiền nước 780.000, thông báo ngừng cung cấp nước. Thế là cắt cả điện cả nước à? Tiền gì cũng tiền. Anh xin lỗi. Đây chỉ là một phần nhỏ chi phí hàng tháng mà em phải chi trả và lo liệu. Từ trước đến giờ em không muốn anh bận tâm. Như giờ em để đây để anh thấy chúng mình phải lo liệu những gì. Không nghĩ là mình phải lo, mình phải trả nhiều đến như thế. Anh thấy mình vô dụng quá. Bây giờ em còn phải nuôi thêm cả anh nữa. Nuôi anh 1-2 tháng thì em nuôi được, chứ 1-2 năm thì em chịu đấy. Chúng mình còn nhỏ phải trông, bố mẹ già phải chăm nữa mà. Trước đây anh cứ nghĩ mình có một cái công việc ổn định như thế là đủ, mà hóa ra là không phải. Anh thấy mình vô dụng quá. Vô dụng mà lại trốn vào đây để hút thuốc một mình à? Có giải quyết được cái gì không? Bố mẹ nuôi cho ăn học tử tế, tưởng thành đạt thế nào? Rồi mặc tập dề, nấu cơm cho vợ, biết ngượng rồi.